Ok, hello, hello anh em Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video để hướng dẫn anh em cách kiếm tiền với con bản cáo online nhé anh em Thì vốn của mình hôm nay đó là 73 cụ Hy vọng hôm nay sẽ kiếm được tầm 50 cụ gì đó anh em nhé Tầm 50 cụ là ok rồi Mỗi ngày em chỉ cần kiếm như thế thôi đừng ham anh em ơi Bất kể cái số vốn của anh em là bao nhiêu Thì cũng đừng ham Đấy là một cái lời khuyên của tôi dành cho anh em Khi mà chơi còn bắn cá anh em nhé Và bất kể con game nào Thì nó cũng như vậy thôi Mình đừng ham quá anh em ạ Đừng ham quá Ok sẽ bắn ở mức 30k anh em Đừng ham quá anh em nhé Cứ từ từ Kiểu mình kiên trì một tí là được anh em chứ đừng nên tham quá cái gì mà nhanh quá thì nó cũng dễ mất thôi anh em ạ cái gì mà đến nhanh với mình nhanh ấy, thì nó cũng dễ mất thôi dễ đến và dễ đi thôi anh em ơi cho nên ta cứ kiểu kiên trì ok đấy thì nãy giờ vào tí là ba củ đấy anh em đấy vào tí là ba củ rồi đấy mấy thanh niên này tiền thì ít mấy thanh niên này tiền thì ít mà cứ kiểu ngoại ảo tưởng sức mạnh anh em kiểu tham anh em ơi tham quá mà vào bốn năm củ vào em bắn tay 450k thì không chết mới lạ ấy. Ok tôi sẽ bình tĩnh thôi tôi đang ăn mà em tôi bình tĩnh thôi anh em ạ không phải gấp tôi giả săn mấy loại cá to này thôi mấy con cá nhỏ và con rồng thì tôi không thích rồi nó rất là lâu nổ rất là lâu anh em ạ tiền thì cũng không được bao nhiêu nụ cá ngày không nổ thì chết bỏ ngay con cá chép anh em nhé khi mà mà cảm thấy nó không thể nổ được thì ta bỏ ngay đi đấy. không bị cuốn theo con cá anh em nhé đấy cứ đổi mục tiêu khác thôi bởi vì cá nhiều mà anh em có phải một hai con đâu mà anh em sợ anh em phải con nào anh em cũng, cũng bắn đâu chọn lọc mà chơi thôi anh em ạ cứ chọn lọc mà chơi không phải gấp gáp gì hết không ăn con này thì ăn con khác con cá sấu này đi xuống nên tôi sẽ không chơi nhá tôi sẽ bỏ qua ok ba cụ nhẹ nhàng đấy như con cá mà đi bên góc xuống thế này ấy ví dụ con rồng này tôi cũng không chơi này đấy năm củ đấy nha anh em đã năm củ rồi nha ok 80 củ 7 củ chốt lại 7 củ rồi nha đấy vừa vào tôi nghĩ nãy giờ thì tôi vào cũng đâu đó tầm <laughs> bao nhiêu anh em nhỉ tầm 5 phút à chưa đến 5 phút đâu nhỉ khoảng 3 phút chỉ đấy thôi. Thì đã húp được 5 củ rồi. Bây giờ sẽ À có đâu? 7 củ chứ. 73 củ hiện tại là 81 củ là tôi đã bú được 7 củ anh em nhé <laughs> Tôi đã bú được 7 củ rồi. Thì bây giờ tôi sẽ chơi từ từ thôi. Xem thử nếu mà may mắn thì kiếm thêm một ít mà nếu không thì thôi, tôi sẽ nghỉ đấy anh em ạ. <laughs> ok. Tầm này thì không vội nữa đâu anh em ơi Bởi vì mục tiêu của tôi là từ 5 đến 10 củ mà Bây giờ đã 8 củ rồi Mà bây giờ ví dụ anh em đang ăn ấy Mà anh em cứ lan man anh em muốn thêm ấy Thì rất là dễ mất anh em ạ Mà khi mà anh em mất thì rất là nóng mặt anh em Khi mà đã nóng mặt lên thì Không biết điều gì sẽ xảy ra Đấy Ôi trời ơi không nổ luôn Vẫn không nổ luôn anh em ơi tôi có nên là chốt lãi luôn không anh em nhỉ hay là lại làm thêm tí nhỉ tôi cảm thấy bây giờ là nó khó hơn rồi Đấy, nó càng đi về dần nó càng khó hơn anh em thử con bot này xem thế nào con bot này là nhân 200 anh em ạ? con bot này là nhân 200 quay wow. con bot này là nhân 200 nếu mà ăn là hai củ với mức đạn 10k thì sẽ là hai củ mới đạt trăm k sẽ là 20 mươi củ anh em <laughs> đây ok cũng được khá ok anh em ơi đây thì anh em có thể vào loài cá nó sẽ hiện cho anh em cái bách khoa loài cá ai thì tôi có một cái lời khuyên để cho anh em khi săn cá anh em nhé thì con ưu tiên nhất đấy đó là con bot này và khi nào mà con bot mà nó có hai ba người bán củng ấy, thì mình phải châm vào anh em ạ còn khi nào bắn một mình thì mình có thể lưu ý cái vấn đề đó Có thể bắn cũng được mà không bắn cũng được Vì bắn một mình là cái xác suất mà mình đạt đấy, mình được ấy là một trăm phần trăm Tuy nhiên là rất là khó nha Có nghĩa là nếu mình bắn một mình là không có ai dành với mình rồi đúng chưa à, Thì có nghĩa là nếu mà nó nổ thì nó là ló ra của mình rồi Tuy nhiên mình bắn một mình thì cái xác suất nó nổ là hơi khó một tí <laughs> cho nên là anh em nên cân nhắc và bạn thân tôi thì tôi kiểu có đam mê với con cá sấu này sao ấy, cứ nó ra là tôi bắn, cứ nó ra là tôi bắn anh em. Đấy và thứ hai là cái con cá chép này. Con cá chép này anh em để ý nhiều lúc anh em bắn cân bắn một hai viên là nó đã nổ rồi. Một hai viên thôi là nó đã nổ rồi. Đấy và thứ ba là cái con cá 60k này. Nhân 60 này với con cá 80 này. Đây, hai con cá này cũng khá là ok. Và cái con đây con 45k này nhân 45 này cũng tạm được anh em còn đối với con rồng ấy thì <laughs> thật sự mà để ăn được một con rồng này thì rất là khó anh em bởi vì sao có nghĩa là khi mà bạn ăn được cái con rồng này là toàn bộ cá trên màn hình nó sẽ nổ luôn anh em khi bạn được con rồng này thì những con cá xung quanh nó đều bị bắt có nghĩa là nó đều nổ hết là nó thuộc về cái thằng mà ăn được thì có thể là ba bốn thằng nó giành nhau á thì cái thằng mà bắn đúng cái viên đạn cuối cùng để con cá nó nổ con rồng nó nổ thì thằng đó sẽ ăn hết toàn bộ tất cả cá trên cái màn hình luôn đấy một mẹ bắt hết đấy một mẹ bắt hết này thì thỉnh thoảng nó ra anh em thỉnh thoảng nó ra thì khi mà anh em bắn đúng con cá này thì có nghĩa là tất cả những cái con cá mà đều mang cái ký hiệu này ký hiệu vòng vòng này để tôi xem xem có có không tôi sẽ không chơi nữa nhá anh em tôi lãi hôm nay như thế là quá ok rồi lãi mẹ mày tám củ rồi em quá nhiều rồi đối với tôi tám củ là nhiều đấy em tôi không tham đâu tham là dễ ra đảo lắm anh em ạ tôi đã từng trước đây nói chung bán cá thì tôi chơi rất là lâu rồi tôi chơi lâu lắc này nhau ơi từ thời mà bán cá ở online nó chưa phổ biến ấy thời mà chơi bán cá ở mấy chỗ trung tâm thương mại với mấy cái quán game bán cá anh em thời đó tôi đã chơi kiểu ngoại trình chơi như kiểu thần này nhau thì nói chung là cũng phải dựa vào may mắn thôi nhau chứ không phải là <laughs> cứ vào bắn là ăn được đâu ấy thì cái thời đó tôi cũng đam mê và cũng nghiện ngập lắm anh em ạ kiểu chơi suốt ngày và kiểu chơi hay bị cuốn hay bị lan man ấy có nghĩa là hay tôi hay bị loạn tôi vào phát là tôi cứ thấy con cá nào bơi qua là tôi bắn và nhiều lúc bắn một hai viên chục viên không được kiểu mình thấy nản anh em là bắt đầu mình lại đi săn lung tung con nào cũng săn con nào cũng săn đấy thì dần dần bắt đầu lại thua tha nói chung là thua nhiều lắm anh em ơi tôi đã phải trả giá rất là nhiều để được có được cái kinh nghiệm như ngày hôm nay đấy ok thì tôi hôm nay tôi lên một cái video để hướng dẫn và chia sẻ với anh em cách kiếm tiền với con bắn cá thật ra là nó không khó nha em ạ nó không khó tuy nhiên mình phải biết cách chơi như thế nào để cho nó hợp lý và mình phải làm chủ được bản thân khi mà đã ăn được rồi thì nên nghỉ anh em khi mà đã ăn được thì nên nghỉ và rút lui luôn nghĩa là rút tiền về luôn anh em không kiểu ngồi xem lan man lan man là dễ mẹ vì ví dụ bây giờ tôi đang ăn được 8 củ nhá tôi chỉ cần vào tôi lan man tôi bắn đâu đó mất hai củ khi đó là đã nóng mặt rồi mặc dù mình chưa thua nhá mình chỉ thua cái tiền lãi của mình thôi tuy nhiên là cũng nóng mặt lên và bắt đầu là thế này thế kia thì nó không hay Ok thì hôm nay tôi xin phép được dừng video lại tại đây Chúc anh em là đánh nhau tháng đó vào cái bữa an toàn này em Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé